Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã vừa có thông báo kết luận về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn của thành phố. Theo đó, thành phố sẽ thiết lập 3 vùng trên cơ sở phân vùng đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao là vùng đỏ, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn chỉ thị 16 với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để xử lý dập dịch triệt để. Tại khu vực nguy cơ cao tức vùng cam và vùng có nguy cơ thấp hơn là vùng xanh, điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15 để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về việc xem xét sử dụng thuốc Ribavirin và Cetoplavin trong điều trị bệnh nhân COVID-19 gửi Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Cục Quản lý Dược. Sở Y tế đã đề xuất Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế xem xét bổ sung hai thuốc trên vào phác đồ điều trị cho F0. Để thành phố tiếp nhận và đưa thuốc vào sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn, Sở Y tế cho biết hai loại thuốc này đã được sử dụng trong phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nga, trong đó thuốc Ribavirin có chỉ định giảm oxy huyết và giảm độc trong các trường hợp ngộ độc cấp, còn thuốc Cetoplavin có chỉ định phòng chống đột quỵ thiếu máu cục bộ giai đoạn thấp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận 7 và huyện Củ Chi đã công bố cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn. Đây là hai địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch bệnh khi đã thành công đưa F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca mắc mới và có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng cao. Từ ngày 23 tháng 8 đến nay, tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên địa bàn của quận 7 đã giảm mạnh. Trước đây, trung bình mỗi ngày, tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 7, số 1 có từ 4 đến 5 ca tử vong, nay đã giảm xuống còn 2 ca mỗi ngày. Vào ngày 1 tháng 9 cũng đã ghi nhận không có ca nào tử vong, cùng với đó tỷ lệ ca mắc mới đã không ngừng giảm. Còn tại huyện Củ Chi, tất cả các ca mắc COVID-19 đều được khoanh vùng và xử lý kịp thời, được kiểm soát một cách chặt chẽ. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, toàn huyện vượt chỉ tiêu về tiến độ và thời gian đề ra, với hơn 93% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 và 4% đã tiêm mũi 2. Thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 116.000 trường hợp người mắc COVID-19 và đã được chữa trị khỏi và xuất viện. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá đây là những lao động rất quý trong bối cảnh thiếu nhân lực y tế trong điều trị F0. Vì sau khi điều trị khỏi COVID-19, những người này đã có nồng độ kháng thể trong cơ thể, có thể miễn nhiễm tạm thời với virus SARS-CoV-2. Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới việc tuyển dụng và trả lương đối tượng này để tham gia vào công tác chăm sóc người mắc COVID-19 đang được điều trị. Sở Y tế thành phố cũng cho biết trước khi quy động, tuyển dụng, ngành y tế thành phố sẽ xét nghiệm kháng thể đối với từng nhóm người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh theo từng mốc cụ thể, như ngay sau khi xuất viện, đã xuất viện 1 tuần và đã xuất viện 1 tháng. Tỉnh Quảng Bình đang triển khai chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn của toàn tỉnh, trong đó sẽ tập trung lấy mẫu xét nghiệm các ổ dịch, khu vực đang phong tỏa, các điểm nóng về tình hình dịch tễ, vùng nguy cơ rất cao, lấy mẫu xét nghiệm công nhân, người lao động ở các ổ dịch tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Việc xét nghiệm tập trung như vậy nhằm để khống chế ở các vùng có nguy cơ cao và các vùng có nguy cơ để tách dần F0. Và đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình cũng đã ghi nhận hơn 600 ca dương tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, thưa các bạn, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ để đồng lòng trong những lúc khó khăn luôn được nhân dân ta thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Và trong những ngày tháng khó khăn bởi đại dịch như thế này, tinh thần đoàn kết, muôn người như một lại hiện diện trên khắp các địa phương đang phải gồng mình chống dịch. Câu chuyện đồng bào các dân tộc anh em ở miền núi Quảng Nam đã gửi rau củ cho nhân dân Đà Nẵng mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được sau đây là một câu chuyện như thế. Vào mỗi mùa mưa lũ, người dân Đà Nẵng thường ngược lên huyện miền núi tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn. Thì nay, những ngày Đà Nẵng giãn cách vừa qua, nghĩa tình đồng bào Quảng Nam lại được thể hiện ngược lại. Tại huyện biên giới xa xôi huyện Tây Giang, bà con đồng bào Cơ Tu gọi nhau lên dãy. Người có rau góp rau, người góp công nấu cơm lam, người mổ lợn, tất cả để gửi về xuôi cho người dân Đà Nẵng đang chống dịch. Thì hôm nay mình đang mổ heo, mổ bò để hưởng ứng phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ bà con Đà Nẵng để chống dịch. Hiện nay dịch bệnh nó quá là phức tạp ở Đà Nẵng. Bà con người ta rất ủng hộ, người ta nghe nói Đà Nẵng là người ta sẵn sàng, có cái gì người ta ủng hộ cái đấy. Trong những ngày qua, hầu hết các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, các chuyến xe nối đuôi nhau mang theo nông sản nghĩa tình của đồng bào gửi về xuôi Đà Nẵng. Trong thời gian thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương ai ở đâu ở yên đó, tỉnh Quảng Nam đã gửi gần 100 tấn rau củ các loại. Những món quà cây nhà lá vườn của bà con nhưng thấm đượm tinh thần sẻ chia, nhường cơm, sẻ áo lúc khó khăn hoạn nạn của dân tộc ta. Qua cái chương trình này chúng ta thấy rằng là
cái sức lan tỏa, cái sự ủng hộ của mặt trận tỉnh Quảng Nam như là mặt trận các quận huyện của Quảng Nam đối với đồng bào Đà Nẵng trong lúc mà chúng ta tập trung thực hiện chống dịch để thực hiện cái vấn đề này, nó đã góp phần giúp cho người dân Đà Nẵng bớt những phần khó khăn trong lúc mà chúng ta cách ly toàn xã của thành phố. Thông qua chương trình này thì cái sức lan tỏa này chúng tôi cũng rất cảm ơn nhân dân và đồng bào các dân tộc miền núi của tỉnh Quảng Nam. Trái ngược với những chuyến xe từ miền xuôi lên miền ngược để hỗ trợ đồng bào còn khó khăn, những ngày này các chuyến xe ở các huyện miền núi lại lăn bánh xuôi về vùng dịch. Giá trị vật chất trên những chuyến xe ấy có thể không lớn, thế nhưng tấm lòng của đồng bào thì nặng trĩu. Đó cũng là tinh thần tương thân tương ái, muôn người như một mà dân tộc Việt Nam ta luôn có để vượt qua tất cả những thời khắc khó khăn nhất. Hà Nội đã hơn một tháng thủ đô thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên khoảng nửa tháng trở lại đây, số ca mắc ngoài cộng đồng đang có xu hướng tăng. Đặc biệt Hà Nội đang xuất hiện 7 ổ dịch phức tạp, có ổ dịch lên tới hơn 300 ca mắc. Tình trạng này đang làm cho nhiều người dân hoang mang và đặt ra câu hỏi, liệu Hà Nội có cần thay đổi cách chống dịch? Sáng ngày 2 tháng 9, tuyến đường Trần Phú thuộc quận Hà Đông vẫn có khá nhiều người đi lại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp ra đường không có giấy đi đường hoặc không có lý do chính đáng. Đáng nói là, khi bị phát hiện, xử phạt hành chính, nhiều người có thái độ không hợp tác. Bây giờ tôi ngồi trên xe, tôi chỉ đi có một vòng đây thôi, tôi không tiếp xúc với ai cả. Thế chúng ta làm sao mà về như thế? Chính vì nhiều trường hợp như bác ấy, thì đường giao thông thời gian cách ở đông ấy các bạn. Đông mà tôi nhà tôi đây có một tí mà có đường vắng này, tôi được chỗ này rất là vắng mà đi có ai đâu mà tôi mới đi nhưng mà không quay. Quay tôi đập máy đấy. Anh mang thuốc anh treo vào xe. Kiểm tra thì hiện tại là không có giấy tờ hóa đơn mua bán thuốc. Đấy thì chúng tôi bàn giao cho bên ủy ban phường sở tại để xử lý theo quy định. Vâng. Với những cái trường hợp chống đối như thế thì ngoài cái việc xử phạt thì mình còn có cái hình thức nào tuyên truyền để người dân có thể phòng chống dịch tốt hơn? Cũng tuyên truyền cho mọi người là hạn chế tối đa việc ra đường không cần thiết vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Tuyên truyền nhắc nhở nếu mà không chấp hành hoặc chống đối, tùy theo căn cứ theo mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo các chuyên gia y tế, chỉ có thực hiện triệt để giãn cách xã hội người với người, gia đình với gia đình mới có thể cắt đứt được chuỗi lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 với biến thể Delta. Do đó, nếu người dân không thực hiện nghiêm túc việc giãn cách, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết thì rất khó để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng, thậm chí còn có thể làm lây lan dịch bệnh mà không biết. Vẫn còn có sự đi lại thì vẫn còn có sự có thể là gặp nhau. Nếu cái người này đi lại mà gặp một người thì có nguy cơ cho một người. Nhưng nếu những cái người này mà đi gặp nhiều người khác mà là cái người bệnh ấy, tôi muốn nói là người bệnh mà gặp nhiều người khác thì nguy cơ lấy cho nhiều người khác. Thì đấy là cái mà thì không đảm bảo được cái mục đích của giãn cách. Nên tôi cũng mong rằng là người dân Hà Nội cũng nên có những ý thức chỉ phải là đi ra đường nếu gọi là thật cần thiết. Còn không trong lúc này chúng ta gác lại tất cả những cái vấn đề gì đấy mà chúng ta chưa cần thiết. Bởi vì chúng ta cũng không biết rằng ta có đang là F0 hay không. Và đồng thời chúng ta cũng không biết rằng là người cạnh ta có là F0 hay không. Trong khi đó, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 7 ổ dịch mới phức tạp với hơn 600 ca bệnh. Đó là 2 ổ dịch ở phường Văn Chương, phường Văn Miếu thuộc quận Đống Đa hiện đã ghi nhận 200 ca. Ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân hiện đã ghi nhận hơn 380 trường hợp. Ổ dịch tại chợ Ngọc Hà, quận Ba Đình ghi nhận 20 ca bệnh. Ổ dịch tại ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai ghi nhận 50 ca bệnh. Ổ dịch tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng ghi nhận hơn 10 ca bệnh. Và ổ dịch tại phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình ghi nhận 15 ca bệnh. Không thể phủ nhận, Hà Nội đang đi đúng hướng trong việc kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, thành phố cần đảm bảo việc thực hiện giãn cách và cũng có sự điều chỉnh để phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Hà Nội cũng đang đi đúng hướng, nhưng mà chỉ phải rút kinh nghiệm để làm nó triệt để hơn. Là chỗ nào nguy cơ cao, chỗ nào mà nhận thấy rằng là nếu mà không tiếp tục giãn cách thì dịch nó sẽ bùng lên, không kiểm soát được. Thì tiếp tục giãn cách và phải giãn cách một cách nó mạnh hơn, chặt hơn nữa. Là chỗ nào thấy rằng nguy cơ thấp, đảm bảo được an toàn. Đấy, tôi nói là đây là vấn đề vùng, thì có thể nới lỏng những hoạt động nào đó để người dân làm ăn, đi phát triển kinh tế. Ví dụ như những cái vùng mà nông nghiệp chẳng hạn, người dân sản xuất
và những cái chỗ đơn vị đó ít nguy cơ vân vân ấy, thì chúng ta có thể là đánh giá nguy cơ từng vùng. Em muốn nói là vùng chứ không nói theo quận huyện, bởi vì dịch nó không có địa bàn hành chính để chúng ta có thể nới lỏng để mà phát triển kinh tế. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.358 ca, trong đó số ca mắc ngoài cộng đồng là 1.552 ca. Hà Nội đang trải qua đợt giãn cách xã hội lần thứ 3. Hiện thành phố cũng đã xây dựng 2 kịch bản xét nghiệm trên diện rộng sau ngày 6 tháng 9 để tiếp tục sàng lọc, sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong chương trình Dân hỏi, thành phố trả lời, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang yêu cầu các địa phương hoàn thành hỗ trợ 4,5 triệu lao động tự do, lao động khó khăn ảnh hưởng bởi dịch trước ngày 6 tháng 9. Mỗi trường hợp nhận được 1,5 triệu đồng. Từ danh sách này, thành phố có cơ sở để xây dựng các gói hỗ trợ tiếp theo. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên các kịch bản ứng phó sau ngày 15 tháng 9. Tình huống tích cực nhất là dịch được kiểm soát, chính quyền tiếp tục chương trình an sinh xã hội cho người dân từ 3 đến 4 tháng. Đây là quãng thời gian để nền kinh tế phục hồi, doanh nghiệp chuẩn bị máy móc, vật tư, nhân lực đưa vào sản xuất trở lại. Đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ trước đến nay, Trung tâm An sinh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa giới thiệu ứng dụng hỗ trợ an sinh. Tại đây, người dân có thể trực tiếp gửi các yêu cầu cấp bách của mình để nhận hỗ trợ, bao gồm nhu yếu phẩm, hỗ trợ y tế như là xe cấp cứu, bình oxy, thuốc men, các thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19, yêu cầu cấp cứu đối với các tình huống khẩn cấp hay là tiền mặt. Ứng dụng An sinh có sẵn trên kho của Android, còn với người dùng iOS có thể chờ trong vài ngày tới vì ứng dụng đang trong quá trình tải lên App Store. Hiện đang có một số app trùng tên An sinh nên người dùng cần tìm đúng ứng dụng do Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Phần quan trọng nhất của ứng dụng là gửi yêu cầu an sinh. Trong mục này, người dân có thể đăng ký nhận túi an sinh từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng. Những hỗ trợ này bao gồm tiền mặt, cấp cứu khẩn cấp, nhu yếu phẩm, trợ giúp y tế như xe cấp cứu, thuốc men hay là bình oxy. Người sử dụng dễ dàng tìm thấy những người cần trợ giúp quanh mình với phần mô tả chi tiết bên dưới. Mục cộng đồng giúp truy cập nhanh đến các hội nhóm từ thiện, hỗ trợ y tế, bữa ăn miễn phí, các cộng đồng trợ giúp nhau mùa dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sau khi thực hiện quy định ai ở đâu, ở yên đó, vào ngày 23 tháng 8, qua xét nghiệm tầm soát diện rộng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã phát hiện tới 83 F0. Để đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh, thành phố Vinh đã huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch với hàng nghìn người. Tuy nhiên đến nay, các lực lượng này chưa được xét nghiệm định kỳ 3 ngày một lần, cũng như là tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh COVID-19. Từ ngày 14 tháng 8 đến nay, phường Hồng Sơn đã ghi nhận 57 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có một chiến sĩ dân quân tự vệ. Có 26 cán bộ phải đi cách ly do tiếp xúc trực tiếp với F0. Tuy nhiên, đến nay, lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn phường vẫn không được test COVID-19 định kỳ 3 ngày một lần. Thay vào đó là test theo diện tầm soát cộng đồng. Các cấp đến tăng cường thì quan tâm cái tiêm vaccine để cho cái lực lượng an tâm phòng chống dịch. Thứ ba là hàng tuần có thể tổ cách 3 ngày, có thể là tổ chức là test nhanh hoặc là PCR cho cái lực lượng phòng chống dịch. Và cái cuối cùng ấy là trang bị đầy đủ các cái phương tiện phòng chống dịch để thực hiện 5K để các cái lực lượng phòng chống dịch an tâm để mà chiến đấu. Hiện thành phố Vinh có 25 phường xã, các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch như ban chỉ đạo, công an, quân sự, shipper áo xanh, cán bộ khối xóm phải di chuyển rất nhiều nhưng không được xét nghiệm định kỳ. Kèm với đó là tỷ lệ được tiêm vaccine phòng COVID-19 còn rất thấp. Bản thân em thì chưa được tiêm phòng vaccine. Còn về trường hợp tét cho trung đội thì chỉ có dựa vào tét cho dân đó thì mới anh em cùng tét cho chưa được tổ chức tét cho riêng cho từng 3 ngày một lần cho cán bộ chiến sĩ. Cái việc này chúng ta đang còn để ngỏ. Cái việc mà để tét cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch chúng ta chưa thực hiện định kỳ là một cái bỏ ngỏ trong cái công tác phòng chống dịch. Đây là một cái mối nguy cơ mà một là nó bảo vệ cho những người thực hiện làm nhiệm vụ, hai là bảo vệ nhân dân tránh cái việc là nguy cơ lây lan dịch bệnh vào các cái trong cộng đồng dân cư. Quá trình thực hiện ai ở đâu ở yên đó, thành phố Vinh đã thành lập cả 100 chốt kiểm soát trên các trục đường. Mỗi ngày các chốt phải tiếp xúc với hàng trăm lượt người và phương tiện nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Nếu không được test định kỳ 3 ngày một lần sẽ không đảm bảo an toàn cho chính cán bộ cũng như người tiếp xúc. Hôm 23 đi thì mời test có một lần đấy nhỉ.
tẹt cách đây 2 ngày. Nếu như được thì cũng tôi cũng thấy là cần được tẹt nhiều hơn. Thì nó còn đảm bảo cho anh em hơn. Đối với cái chu kỳ của cái ví dụ là 3 ngày một lần, có thể hôm nay là âm tính nhưng mà ngày mai ngày 1 nó sẽ là dương tính rồi. Cho nên là thành phố yêu cầu là 3 ngày một lần thì rất là đúng. Nhưng mà bây giờ đưa ra như vậy, nhưng mà đang còn cố gắng để thực hiện tất cả những cái quy định như đó. Nhưng mà bây giờ hiện tại là thực ra là cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà xét nghiệm 3 ngày một lần. Thì cái này chúng tôi cũng đã đang còn cố gắng để mà khắc phục cái chỗ này. Ngày 29 tháng 8 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã có văn bản yêu cầu các phường, xã, công an thành phố Vinh lập danh sách ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường xã, lực lượng tham gia trực tiếp tại các chốt phong tỏa trên các trục đường chính ra vào thành phố, gửi về trung tâm y tế thành phố để thực hiện lấy mẫu định kỳ 7 ngày một lần. Như vậy, còn nhiều lực lượng tham gia công tác phòng dịch, cung ứng thực phẩm cho người dân vẫn bị bỏ ngỏ trong việc test định kỳ. Trong quá trình thực hiện quy định, ai ở đâu, ở yên đó, thành phố Vinh đã quy định rất rõ các nhóm đối tượng được lưu thông trên đường. Đồng thời, những người này phải đảm bảo điều kiện có giấy đi đường và giấy chứng nhận xét nghiệm COVID âm tính, hiệu lực trong 72 giờ. Nếu không có đầy đủ các điều kiện này, người dân buộc phải quay đầu hoặc bị xử phạt. Tính từ ngày 13 tháng 8 đến nay, thành phố Vinh đã phát hiện xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh với số tiền khoảng 2,9 tỷ đồng. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm để phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người dân đầy đủ nhất là việc rất quan trọng. Tuy nhiên, với bà con ngư dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng hải sản, thủy sản ở các đảo, thì đây lại là vấn đề không hề đơn giản. Khi mà các chợ ngừng hoạt động, việc giao thương, buôn bán, di chuyển bị hạn chế. Ghi nhận tại tổ dân phố đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Tất cả vốn liếng của hộ gia đình ông Hồ Văn Trung, chú đảo Chí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang đều dồn vào 70 ô, lồng đầy đủ tôm, cá đang tuổi lớn. Cách đây khoảng 5 tháng, vì lo dịch bệnh, ông Trung cùng nhiều hộ nuôi trồng trên đảo đành phải hạ thấp giá, chịu thua lỗ để mong thu ít vốn ban đầu. Từ khi thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, dù đã được quan tâm hỗ trợ, nhưng ông Trung vẫn mất ăn, mất ngủ vì số tài sản bỏ ra. Cả một cái tài sản vốn liếng bà con họ bỏ cho tất cả dưới cái lòng bè. Nhưng giờ theo cái tình hình dịch bệnh này á, thì bà con cũng cùng chung với cộng đồng với nhà nước vì không biết than phiền sao. Cái thực tế hiện giờ là tôm cá như hôm nay là mười mấy bữa nay, hôm nay như trước nữa, không có thức ăn. Chú tháng hiện giờ bị ra đồ lặn vớt tôm cá chết lên thôi chứ còn không có thức ăn bỏ xuống nên ăn. Nhưng mà giờ cũng nhờ trên các cấp đó thì cũng lãnh đạo thì nghiên cứu làm sao đó thì nghiên cứu với tụi tôi dưới này thì cái hướng đó là nhờ trên lãnh đạo. Gần 800 hộ trên 3.400 nhân khẩu sinh sống trên đảo Chí Nguyên, chủ yếu dựa vào đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, chỉ số ít làm dịch vụ du lịch. Thường ngày, chiếc tàu cá hành nghề của vợ chồng bà Nguyễn Thị Oanh, chi hội trưởng tổ dân phố 1 Chí Nguyên là nguồn thu nhập chính của cả gia đình với 5 lao động trên đảo. Tàu cá neo bờ, hai con làm ngành du lịch cũng phải nghỉ việc. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Bảo Anh vẫn tâm huyết cùng địa phương căng mình chống dịch. Riêng gia đình tôi là rất khó khăn luôn. Hai đứa con làm bên du lịch cũng không có được đi làm luôn, nghỉ nay mấy tháng luôn, cũng không có, cũng tập trung gì trong đó, cho nên rất khó khăn. Bây giờ là tiền ngân hàng cũng không trả được nè, nó chưa để chồng mấy tháng là mình cũng đau á. Khó khăn thiệt, nhưng mà bây giờ dịch như vậy thì tôi cũng góp sức để chống dịch. Giờ ngày nào hay ngày nấy chứ giờ sao đây. Cũng mong là cho nó hết dịch để trở lại bình thường. Về kinh tế phát triển lên rồi mình có nhu cầu để làm trẻ vốn cho ngân hàng. Không để xảy ra tình trạng ngư dân phải thiếu ăn, đồn biên phòng cửa khẩu Nha Trang cùng chính quyền phường Vĩnh Nguyên triển khai mô hình đưa chợ ra đảo từ đầu tháng 8, cùng với những bao gạo, bó rau nghĩa tình từ đất liền ra đảo đã kịp thời cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo đời sống cho các hộ dân trong thời gian tạm dừng hoạt động chợ truyền thống và các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn. Để là thanh niên mình là người ông thì mình giúp cho bà con thôi, chứ sợ nhưng mà giúp mọi giúp. Hiện nay là cái triển khai cái phương án đảm bảo nhu yếu phẩm mà những cái đồ dùng thiết yếu cho người dân thì địa phương cũng như là các cái lực lượng đã thành lập cái tổ cung ứng hàng hóa phụ trách là mua hàng hóa cho dân.
để đảm bảo người dân thực hiện nghiêm nhất cái quy định giãn cách theo cái chỉ thị 16, không để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi người dân luôn đồng tình và ủng hộ. Song, mong muốn của bộ phận ngư dân cần có một cơ chế và quy định cụ thể phù hợp với đối tượng, ngành nghề truyền thống nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn khi mà dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát. Có thể nói rằng lực lượng tuyến đầu đang chiến đấu để đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, ở những vùng dân cư chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19, hàng ngày vẫn đòi hỏi một cuộc chiến khác, thầm lặng nhưng vất vả thì không kém. Sự đoàn kết của người dân và chính quyền địa phương là vũ khí quan trọng nhất trong cuộc chiến giữ vững những vùng xanh giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đây là kết quả từ sự góp sức tích cực của chính quyền địa phương và chính mỗi người dân với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập tại địa bàn. Ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Những ngày qua, tiếng loa cầm tay nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục được ông Phạm Văn Tệ, bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, vang lên khắp nơi, nhất là các khu vực có người dân hay qua lại như chợ dân sinh. Thời gian này, người dân trên địa bàn xã được phép ra ngoài mua hàng hóa thiết yếu qua hình thức sử dụng thẻ đi chợ dân sinh. Tuy nhiên, tất cả đều đảm bảo khoảng cách an toàn và đảm bảo 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chúng tôi có cái sự phân công rõ ràng cho từng cụm dân cư đối với từng thành viên của tổ COVID cộng đồng của thôn và cỡ kẻ lòng ghép đưa vào cái tổ dân vận mà giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong tổ dân vận. Mỗi đồng chí phụ trách tối thiểu là 20 đến 30 hộ để mà tuyên truyền vận động. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Phú Yên, gia đình bà Lê Thị Châu Nga, xã Hòa Phú không dám ra đường. Công việc đồng áng bà cũng tạm gác lại. Biết là khó khăn, nhưng bà quyết tâm ở yên tại nhà, không ra ngoài nếu không có việc gì cần thiết để góp phần giúp địa phương giữ vững vùng xanh an toàn. Mình cũng chung tay góp sức nhà nước là mình hạn chế ra đường. Mình cũng giữ khoảng cách với những người lạ. Giờ là lúa thì nó đơn là nồng, mình hạn chế là mình đi cái chén bớt ngư, mình đi thăm đông rồi mình về nhà. Để ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào xã Hòa Phú, ngay từ những ngày địa phương có thông báo về nguy cơ dịch bệnh, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai cùng lực lượng công an, dân quân thành lập nhiều tổ công tác tuần tra tuyên truyền tại các tuyến đường, đi vào sâu các ngõ ngách từng hộ dân. Đặc biệt từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, địa phương luôn duy trì lực lượng túc trực tuyên truyền đến từng hộ dân để kiểm soát chặt chẽ người ra, người vào để phòng dịch. Chúng tôi là thường xuyên duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát cũng như là nắm tình hình địa bàn những người đi về vùng dịch để mà kịp thời thông báo cho người dân những người này đến khai báo y tế và đồng thời thì cũng tuần tra kiểm soát để mà đảm bảo an ninh trật tự. Xã thì cũng đã chuẩn bị cái khu cách ly y tế cộng đồng thì nhằm mục đích thì để giám sát và xét nghiệm cách ly 7 ngày trước khi đưa vào cách ly tiếp tục tại y tế tại nhà để đảm bảo công tác là tránh hạn chế cái việc mà phát triển bệnh rồi giải quyết cái không đỡ cái lây lan dịch bệnh nằm kiểm soát cái dịch bệnh trên địa bàn xã. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của bà con nhân dân, tin rằng xã Hòa Phú sẽ quyết tâm giữ vững địa bàn vùng xanh, sẽ góp phần cùng huyện Tây Hòa và toàn tỉnh sớm khống chế được dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.